Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Rolex đã quá quen thuộc với các bạn rồi. Thì trong năm 2015, nhà sản xuất Rolex đã giới thiệu mẫu đồng hồ Oyster Perpetual 39mm sau khi giới thiệu đến 3 phiên bản của dòng đồng hồ này trong kích thước lần lượt là 26, 31 và 34mm và trước đó. Những chiếc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual mang một màu sắc khá riêng biệt so với những chiếc đồng hồ Rolex khác. Nó sẽ không quá mạnh mẽ như những chiếc Submariner hay là Sea-Dweller và cũng không quá là trang nhã như dòng Desert hoặc Celine. Thì Rolex Oyster Perpetual xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao vừa phải, vẫn hiện đại, mang màu sắc của một chiếc dress watch bởi vì nó khá là mỏng, có thể đeo được trong nhiều dịp và nhiều phong cách trang phục khác nhau. Mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual 39mm có số hiệu là 114300. Được biết với sự xuất hiện của 3 mặt số như là màu tím, màu xám và màu xanh. Và có mặt tại Gia Bảo Luxury, trên tay tôi ngày hôm nay là một chiếc Rolex Oyster Perpetual 114300 với mặt số màu xanh thẫm. Sở hữu bộ vỏ khung Oyster chắc chắn, có khả năng chống thấm nước tuyệt vời nhà Rolex. Chiếc Rolex Oyster Perpetual 114300 có khả năng hoạt động chính xác ở độ sâu 100m. Bộ vỏ khung Oyster vốn được nhà sản xuất Rolex sử dụng bắt đầu từ năm 1926, thể hiện nhiều ưu điểm so với nhiều mẫu đồng hồ đến từ các thương hiệu lớn khác cùng thời điểm. Nay thì bộ vỏ khung Oyster được làm trong chất liệu thép không gỉ 904L, được sáng chế độc quyền và chỉ có những chiếc đồng hồ Rolex mới sở hữu mà thôi. Với chất liệu thép 904L, những chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Rolex có khả năng chống ăn mòn rất cao với môi trường xung quanh, đem lại giá trị cao hơn cho những chiếc đồng hồ Rolex. Cùng với bộ vỏ khung Oyster chính là dây đeo Oyster với sự cấu thành của 3 mắt trên một hàng rất chắc chắn và hiện đại. Dây đeo trong chất liệu thép không gỉ đã được trải xước mờ toàn bộ từ mặt trước đến mặt ở bên trong. Từng mối nối của dây đeo Oyster kết hợp ăn khớp với nhau, di chuyển linh hoạt để ôm trọn cổ tay của người dùng. Đồng thời với việc trang bị khóa Oyster Clasp truyền thống hay thấy ở những chiếc đồng hồ Rolex khác, thì chiếc Rolex Oyster Perpetual 114 được cố định ở trên tay khá là chắc chắn. Và với những chiếc đồng hồ Rolex, sự đơn giản làm cho nên giá trị của chúng. Chiếc Rolex Oyster Perpetual 114300 cũng không phải là ngoại lệ khi sở hữu mặt số không muốn nói là quá tối giản. Điều làm nên giá trị cho những chiếc đồng hồ Rolex đó là sự tinh tế ẩn sau vẻ ngoài đơn giản. Và với chiếc Rolex Oyster Perpetual 114300 chính là như vậy. 114300 sở hữu mặt số không có bất kỳ ô cửa sổ phụ nào, không có ô cửa sổ thứ, ngày giống như chiếc Day Date hoặc Desert, cũng không có bất kỳ mặt số phụ nào hết. Rolex Oyster Perpetual 114 tại Gia Bảo Luxury xuất hiện với mặt số xanh thẫm được trải tia mà khi đi ra ngoài trời bắt sáng hết sức là mạnh mẽ. Bộ vỏ khung màu bạc và vành bezel được đánh bóng kỹ lưỡng chính là điểm thu hút cuốn mắt nhìn của người đối diện vào mặt số xanh thẫm. Bên dưới lớp kính sapphire của chiếc Rolex Oyster Perpetual 114 chính là mặt số xanh với những cặp chỉ giờ được phủ chất phát quang Chromalight của nhà sản xuất Rolex. Cặp chỉ giờ được thiết kế dạng đơn giản không quá cầu kỳ để tiện lợi cho việc theo dõi thời gian. Điểm làm nhấn đặc biệt đó là góc 12 giờ vẫn là logo vương miện của Rolex, còn các góc như là 3, 6, 9 được phủ chất phát quang kích thước lớn nên việc xem giờ ở những môi trường thiếu ánh sáng là một việc đơn giản. Hoạt động của bộ 3 kim được điều chỉnh thông qua đúng chỉnh giờ bằng thép không gỉ 904L tại góc 3 giờ thông dụng. Núm chỉnh giờ xuất hiện khá nhỏ gọn và bóng bẩy sau khi được đánh bóng cẩn thận cũng như đã được chia khía đều đặn. Đề cao tính chính xác trong chế tạo đồng hồ chính là một trong những tiêu chí hàng đầu của nhà sản xuất Rolex đối với tất cả những cỗ máy thời gian của hãng. Và kể từ năm 2015, những bộ máy của nhà sản xuất Rolex không chỉ phải trải qua kỳ kiểm định tính chính xác của tổ chức COSC mới được tung ra thị trường đến tay khách hàng mà còn tiếp tục trải qua bài kiểm định riêng của chính nhà sản xuất Rolex. Bởi vậy, trên mặt số của phiên bản hiện đại cho những dòng đồng hồ Rolex hiện nay hay có dòng chữ là Superlative Chronometer Officially Certified nằm riêng tại góc 6 giờ để chứng thực bộ máy bên trong đã trải qua hai chứng nhận về tính chính xác. Theo đó, cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual 114300
vận hành chính xác và bền bỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ là bộ máy Caliber 3132 ở bên dưới bộ vỏ khung bằng thép không gỉ 904L của chiếc đồng hồ này. Bộ máy Caliber 3132 hiện có tích hợp tính năng dừng kim giây khi điều chỉnh giờ để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Thông thường, những chiếc đồng hồ Rolex sẽ không có trang bị lớp kính sapphire ở phần nắp đáy, thường là nắp đáy xoắn vít cho bộ vỏ khung để tăng khả năng chống thấm nước, và chiếc đồng hồ này cũng thế. Chúng ta hãy cùng tham khảo thêm một vài thông số của bộ máy 3132. Bộ máy 3132 khác với bộ máy 3130 sử dụng trước đó khi được trang bị những kỹ thuật tiên tiến nhất của Rolex như là dây tóc Parachrome hay là bộ phận giảm sóc Paraflex được hoàn toàn được Rolex nghiên cứu và phát triển in-house. Dây tóc Parachrome cùng bộ phận Paraflex giúp gia tăng khả năng kháng từ cùng khả năng chống sốc cho bộ máy 3132, khiến chiếc Rolex Oyster Perpetual 114300 vận hành chính xác hơn. Và theo phía nhà sản xuất, dây tóc Parachrome có khả năng chống sốc hiệu quả gấp 10 lần so với dây tóc truyền thống. Và về cơ bản, bộ máy Caliber 3132 có thiết kế khá giống với bộ máy 3135 nổi tiếng được trang bị trong những chiếc Rolex Submariner hay là Rolex Desert. Thực tế, Rolex Oyster Perpetual sẽ ít mạnh mẽ hơn những chiếc Rolex Explorer 1 cùng của nhà sản xuất, cũng trong kích thước 39mm. Mặc dù sở hữu cùng dáng vẻ bộ vỏ khung, cùng dây đeo kim loại, cùng cách thức thiết kế vành bezel trơn bóng hay thậm chí là cũng được tích hợp cùng bộ máy 3132, điểm khác biệt duy nhất của hai dòng đồng hồ Oyster Perpetual và Explorer 1 chính là việc trang trí mặt số cũng như hình dạng của ba kim cơ bản. Những chiếc Rolex Oyster Perpetual số hiệu 114300 sở hữu bộ vỏ khung bằng thép không gỉ nên có mức giá hợp lý hơn những chiếc được làm từ kim loại quý hiếm đến từ nhà sản xuất Rolex. Và một chiếc Rolex Oyster Perpetual 114300 màu xanh sẽ được cung cấp ở mức giá là 5.700 USD. Trên đây là toàn bộ review của Gia Bảo Luxury về chiếc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual 114300. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.